Ê ca hằng chi quý tầng say vô bát xa tù á ma tầng bát đằng vô cha quá xa xa tầng chi quê á bát sằng á ma tầng bát đằng. Ê ca hằng chi quý tầng say vô bát xa tù á ma tầng bát đằng vô cha quá xa xa tầng chi quê Á bát sằng á ma tằng bát đằng ê ca hằng trì quý tằng say vô bát sa tổ á ma tằng bát đằng ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Vô giá quá xa xa tằng trì quê Á bát sằng á ma tằng ba đằng ê ca hằng trì quý tằng say vô bát sa tù á ma tằng ba đằng vô cha quá xa xa tằng trì quê Á bát sằng á ma tằng ba đằng ê ca hằng trì quý tằng say vô bát sa tù á ma tằng ba đằng 100 năm sống có ích gì chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành một ngày quả thật rọn lành sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Dạ thấy bằng tay của chị Trần Đạo kính mời chị. Xin kể câu kinh Pháp Cú số 114 ạ. Vô cháo quá xá xá tăng chi về á bá sằng á ma tăng ba đằng ê ca hằng chi vi tăng xây vô bát xá tô á ma tăng ba đằng vô cháo quá xá xá tăng chi về á bá sằng á ma tăng ba đằng hệ ca hăng chi vì tăng xây vô bát xa tô a mà tăng ba đằng vô cha quá xa xà tăng chi quê a bát xăng a mà tăng ba đằng hệ ca hăng chi vì tăng xây vô bát xa tô a mà tăng ba đằng ai sống 1 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dồ cha qua xa xà thăng chi quê a ba sang a mà tăng ba đằng ê ca hăng chi vì tăng xây vô ba sa tô a mà tăng ba đằng 100 năm sống có ích gì chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành một ngày quả thật trọn lành sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Gia Đức. Dạ con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thành Bà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ông Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ông Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ông Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào với anh chị. Cảm ơn chị Vạn Đông, chị Trần Đạo, chị Hoan Nguyệt đã cho biết được tín hiệu. Con xin phép trả bài câu Pháp Cú số 114. Con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa văn lâm vào rừng. Chưa cháu quá xa xa tàn trì quê, áp bát phần, áp mát tàn ba đằng.
Eka hằng chi vi tăng se yo basato anatang ba đằng chu cha qua sa sa tăng chi quê a ba sa nga ma tăng ba đằng Eka hằng chi vi tăng se yo basato anatang ba đằng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dù cha qua ta sa tăng chi quê a ba sa nga ma tăng ba đằng e ca hăng chi vi tăng si dù ba sa tu a ma tăng ba đằng dù cha qua sa sa tăng chi quê a ba sa nga ma tăng ba đằng Ê ca hằng chi vi tăng tì dù ba sa tù âm a tăng ba đằng. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Phật thơ của Hòa Thượng Giới Đức là kính dâng nước lời đạo tràng. Sa thú Sis Ái Minh, dạ con thấy Thượng tọa Năm Nguyễn mới vừa giao đạo tràng, không biết sư đã ổn định chưa, con kính thỉnh sư lên đọc câu pháp cú 114, sư có lên được không vậy sư? Dạ con xin xuống mít, con dâng mít đến sư. Dạ mô Phật, cảm ơn cô. Trước hết, sư xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và kính chào Phật tử. Sư xin đọc bài 114 Kinh Pháp Cú. Vô chá quá xá xá tăng chi quê, vô chá quá xá xá tăng chi quê, á pá xăng á má tăng ba đăng. Apasang amatang badang eka hang chi quý tăng say yo eka hang chi quý tăng say yo basato amatang badang basato amatang badang yo cha qua sa sa tăng chi quê apasang apamatang xin lỗi yo cha qua sa sa tăng chi quê Apa sang amatang badang e kang chi vi tang seyo basato amatang badang yo cha wasa satang chi we apa sang amatang badang e ka hang chi vi tang seyo basato amatang badang. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Vô cha quá xá xá tăng chi quê a pa sằng a ma tăng ba đăng e ca hằng chi quý tăng xây vô ba sa tô a ma tăng ba đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, mô Phật, sư đã đọc xong ạ. Bây giờ kính mời vị kế tiếp nha. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm đã từ bi cùng với chúng con tại Pháp Quốc Kinh số 114. Dạ, cảm ơn Trang Đông, cảm ơn Hoa Nguyệt, cha Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Trần Đạo ơi, Trần Đạo có chức mãi không đọc vì em của Nhật Bình dùng ngang Trần Đạo. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhục Bình kính chào với anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ con xin được còn mấy phút con được xin ông bài pháp cú kinh số 114. Dạ cảm ơn Trạng Đông cho bài học. Vô cha quát sa cha tăng chi về áp bát sang Amatang badang eka hang chi vi tang say yo pasato amatang badang
Vô cha quá sa sa tăng chi về a ba sang a ma tăng ba tăng e ca hằng chi vi tăng say vô ba sa tơ a ma tăng ba tăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Và đây là bản kiển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dù cha qua xa xa tận chi quê, a ba sang a a ma a ma, nhà con sai rồi, a ba sang a ma tăng ba đăng e ca hăng chi vì tăng say vô. Dạ con xin đọc lại. Dạ cha qua xa xa tăng chi quê, a ba sang a ma tăng ba đăng e ca hăng chi vì tăng say vô và sa tô a ma tăng ba đăng. Dạ cha qua xa xa tăng chi quê, a ba sang a ma tăng ba đăng e ca hăng chi vì tăng say vô và sa tô a ma tăng ba đăng. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành sống đời, chứng ngộ vô sanh niết bàn. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ nam mô Bích Thai giá, dạ sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Thanh Tâm, đại đức tuệ nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp quốc kinh số 114. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Trần Đông, cô ấy Minh Xích Trần Đạo đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đồng hồ con cũng còn sớm 4 phút, con không biết đại đức Minh Mẫn có thể cho chúng con học bài sớm không bạch sư. Nếu sư có thể cho chúng con học bài sớm thì chúng con cung thỉnh mà pháp sư ạ. Dạ, đại đức Minh Mẫn có già đã sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính mời Xích Trần Đạo thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Dạ nam mô Bích Thai giá, mời Trần Đạo nha. Dạ nam mô Bích Thai giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá, cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Minh Mẫn, đại đức Tệ Nhẫn, đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ma cha lo ka di pa ti sa hang ba ti ka tang cha li ang thi va rang a ya cha tha sang ti tha sa tap pa ra ya cha ka chi ka de se tu tham mang anu kam bi mang va chang sa tham ma be rin vi na yang cha ka yang su tang cha pang dang a bi tham ma cham mang a ko ta yang to sa tu sa cha đăng đăng ba bô thành ni ye ba ri sa ya man che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cứ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con kính mời đại đức Minh Mẫn. Dạ con kính thỉnh đại đức.
Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân xích xích gì mới đây xích gì mới vừa thỉnh pháp sư quý vị Rạng Đông ha. Dạ, dạ kính tri ân xích Rạng Đông. Cũng kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. À, nghe nhỏ. Rồi, quý vị đợi chúng tôi chỉnh. Chỉnh cho nó to lên. Dạ rồi. Dạ, kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tăng, Sư Nam Nguyễn. Lúc nãy nghe quý vị nói có Thượng tọa Thanh Tâm nữa, thì thành ra cũng kính đảnh lễ Thượng tọa Thanh Tâm, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Sau khi chúng ta học ôn xong bài học cũ rồi, thì bây giờ chúng ta bước sang học bài mới. Hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số... Sư Nam Nguyễn là Thượng Tọa Thanh Tâm. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ Pháp Cú mới là câu 115. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Vô cha quá sa sa tăng chi quê. Vô cha quá sa sa tăng chi quê. Đoạn thứ hai: Apas apas sang tham ma mút ta măng. Apasang tham mamutta mang. Đoạn thứ ba: Eka hang chi vi tăng say yo. Eka hang chi vi tăng say yo. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Pasato tham mamutta mang. Pasato tham mamutta mang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ, 4 từ. Từ đầu tiên vô là người nào. Từ thứ hai chá có nghĩa là và. Từ thứ ba quá sơ sa tăng có nghĩa là 100 năm. Từ thứ tư chi quê có nghĩa là có thể sống. Sở dĩ mà chúng tôi đi nhanh vậy đó là bởi vì các từ ngữ này rất là quen thuộc đối với tới giờ đó, hình như chúng ta lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên apasang, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, á cộng với là pasang. Passa chia theo đối cách thành ra nó có cái hình thức là passang. Passang là một cái quá khứ phân từ của cái động từ passati. Tiếp đầu ngữ á có nghĩa phủ định, không. Passang là đã thấy hay là được thấy. Passang là không có thấy. Từ thứ hai tham ma mút tạ măng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, tham măng cộng với là uttama, uttamang. Tham măng là pháp. Nhưng mà cái từ pháp ở đây đó mình phải hiểu đó là bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Cái từ pháp này rất là rộng nghĩa, xin thưa quý vị.
Đó mà từ pháp này nè, mình phải hiểu là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, tức là pháp chứng đắc. Rồi từ Uttama, Uttama là tối thượng hay là cao thượng? Thammamuttamang là pháp tối thượng hay là pháp cao thượng? Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Ekahang, Ekahang là một ngày. Từ thứ hai chi quý tăng là được sống hay là đời sống? Chi quý tăng. Chi quý tăng là được sống hay là đời sống? Từ thứ ba xây vô là tốt hơn. Rồi chúng ta bước sang đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên Passato. Passato đó là Passanta. Mình chia theo cái thứ sáu thành ra nó có cái hình thức là Passato. Passato là của người thấy. Thammamuttamang chúng ta đã thấy, đã lấy nghĩa ở trên rồi. Thammamuttamang là pháp tối thượng hay là pháp cao thượng. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Chữ liên từ chá ở đây đó, mình hiểu đó là các cái câu kệ này nó có mối quan hệ với nhau. Thành ra mới có cái liên từ chá này. Thành ra đó, ở trong cái câu kệ này chúng ta có thể không dịch cũng được. Chá là và, vô người nào, chi quê có thể sống quá sát sát tăng 100 năm. Áp bát xăng mà không thấy thăm máu mút tạm ăn pháp tối thượng. Thì đây là đó là một cái mệnh đề. Chúng ta nói cái mệnh đề đó với cái mệnh đề sau đó. Bằng chữ thì chi quý tăng đời sống ê ca hăng một ngày Passato của người thấy thăm ma mút tạm ăn pháp tối thượng xây vô tốt hơn. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 115. Kính tri ân sĩ Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 115. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ abhivādemi. Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno phakkhavato savakka sangho sangham namami namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo ắt sẽ được sự lợi lạc.
tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh Chuyên Đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 115. Đây là câu kệ cuối cùng ở trong phẩm Xá Sáu Quắc Gá phẩm ngàn, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến vị tỷ kheo ni có biệt danh là Bahu Putika. Bahu là nhiều, Putika là có con, Putika chia theo số nhiều, bởi vì cái từ đầu đó là Bahu, Bahu Putika là người có nhiều con. Tương nghe truyền rằng vào thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, ở tại thành Xá Vệ Xá Quách Thi, có một gia đình nọ, hai vợ chồng sinh ra được 7 người con trai và 7 người con gái. Đến tuổi lớn khôn thì cả 7 người con trai và 7 người con gái này đều có vợ có chồng, đều ra ở riêng cả. Thì lúc bấy giờ đó người chồng chết đi, cho nên đó là người vợ cai quản tất cả những cái gia sản gia tài người chồng để lại, cũng như đó là những người con khi mà còn ở chung đó tạo ra. Một là những người con này là thấy mẹ của mình ở mình đó, cô đơn không có người săn sóc thì cũng thương. Thứ hai nữa đó là do động lòng tham, muốn chia của cải tài sản. Cho nên đó là hôm nay người này nói vô, ngày mai người kia nói vào. Cả 14 người con này cứ tỉ tê tâm sự rồi năn nỉ là mẹ, giờ mẹ già rồi, mẹ sống mình cô đơn buồn bã thôi, của cải tài sản mẹ có đó, mẹ chia hết cho tụi con đi, rồi mẹ sang sống với tụi con cho nó vui, đại loại vậy. Thì người mẹ đó thì có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với con, thì thành ra đó là hôm nay được con năn nỉ vậy đó, cũng chưa bằng lòng. Nếu mà năn nỉ riết đó thì cùng người mẹ cũng bị siêu lòng. Cho nên là người mẹ chia hết của cải tài sản đó cho 14 người con. Và rồi ở lần lượt hết cả 14 người con đó. Thì xin thưa quý vị, đó đầu tiên là ở với người con trai cả. Ở một thời gian người vợ của con trai cả nói đó, mẹ lúc mà chia của đó, mẹ đâu có chia cho tụi con hai phần đâu. Cho nên đó là mẹ ở tụi con nhiêu đó được rồi, giờ mẹ sang người khác đi. Và hết cả 7 người con trai cũng đều bị nói như vậy, rồi đến hết cả 7 người con gái cũng đều bị nói như vậy. Thì lúc bấy giờ đó bà mẹ này nè mới buồn tủi, tưởng đâu đó là mình thương con cái, mình chia của cải cho con cái vậy, thì giờ đáng lẽ ra nó phải nuôi nấng mình tử tế, nhưng mà giờ đó nó lại hất hủi mình. Thì thôi, tưởng đâu nương tựa vào con để sống an ổn, an lạc, hạnh phúc cuộc đời còn lại. Nhưng mà giờ bị con cái nó hất hủi vậy thôi, sống ở đời chi nữa. Cho nên đó là mới xin đi tu.
À, đi tu đi vô tu xuất gia làm tỳ kheo ni. À, thì khi mà làm tỳ kheo ni đó là đã xác định được rồi. À, giờ đó là mình không còn chỗ nào để mình nương tựa nữa, con cái nó đã hết hủi rồi, thì thành ra đó là giờ mình ráng cố gắng tu sao đó để cho nó thành mãn cái đời sống tu, để đừng có bị khổ nữa. Ở đây là cái mục đích, cái nguyện vọng của người mẹ này. Cho nên đó là khi mà vô đi tu rồi đó thì cái vị tỳ kheo ni già này nè, mê tinh tấn siêng năng làm hết tất cả các cái bổn phận của một vị tỳ kheo ni. Rồi vị này đó lại còn suy tính nữa đó, là nói ta sẽ cố gắng tinh tấn siêng năng thực hành tam muôn pháp sao đó để cho thành tựu được sa môn quả. Cho nên đó là có nhiều khi đó tinh tấn siêng năng thực hành sa môn pháp đó suốt đêm. Rồi có khi đó là tinh tấn siêng năng thực hành sa môn pháp đó bằng cách đó là tay vịn vô một cái cây rồi đi xung quanh cái cây đó thôi, tức là chỉ đi có một chỗ đó thôi, tinh tấn vậy đó, tấn suốt đêm vậy đó. Vì do tinh tấn quá độ nè, rồi do tuổi lớn đó, rồi do trong bóng đêm nữa, thì thành ra có khi đó là cũng hoàng qua chỗ này rồi cũng hoàng qua chỗ kia, rồi có khi đó là bị té, rồi có khi đó là bị đập đầu vô cây, rồi có khi đó là bị tay chân va chạm vô cây. Nói chung đó là cũng tùy da tróc dậy lắm, xin thưa quý vị, chứ không có phải đó là tu hành tinh tấn vậy đó là xuôi chèo mát mái đâu, không phải đâu. Cũng phải có những cái khổ nhất định vậy. Nhưng mà sự tinh tấn của bà không bị lui sụp, bà vẫn liên tục tu tập vậy, hết kinh hành tới thiền tọa, hết thiền tọa đi kinh hành. Những pháp môn nào mà bà đã học xong thì bà cố gắng đó sống ở trong các cái pháp môn đó, bà cố gắng tinh tấn siêng năng thực hành sao đó để cho thành tựu được các cái pháp môn đó. Các cái pháp môn đó. Và cái sự tinh tấn siêng năng tu tập này nè, khiến cho bà được lọt vào ở trong cái võng mạc của Đức Thế Tôn. Võng mạc của Đức Thế Tôn. Cho nên ngay khi Đức Thế Tôn ngài đang ngồi ở trong hương thất đó, thì bây giờ ngài mới phóng một cái đạo hào quang, mình hiểu đó là ngài thị hiện thần thông ra trước mặt của bà và dạy cho bà. Thì dạy đây đó là mình hiểu đó là Đức Thế Tôn chỉ điểm cho bà, khơi gợi nè, gợi ý để cho bà thấy được đó cái gì là quan trọng nhất đối với cái sự huân tu của bà. Thì từ cái sự gợi ý của Đức Thế Tôn này nè mà bà thực hành theo đó thì bà sẽ đạt được kết quả mỹ mãn. Lúc đó Đức Thế Tôn này dạy, ngài nói này tỳ kheo Bahu Putika, pháp của Như Lai thuyết đó, người nào mà không có tham cú, không có nhìn thấy, thì dầu cho sống 100 năm cũng không bằng người thấy pháp của Như Lai thuyết chỉ sống trong một giây lát thôi. Sau khi gợi ý cho bà như vậy xong, chúng ta hiểu đây là một cái lời dạy, mà đó cũng là một cái gợi ý tùy thuộc vào cái căn cơ huân tu của người nghe. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn ngài phân câu kệ: Vô cha quá sát tăng chi quê a pát sang tham ma mút tạ măng e ca hăng chi quý tăng xây vô pát sát tu tham ma mút tạ măng. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Và đồng thời khi nãy quý vị cũng đã nghe chúng tôi chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi nè. Rồi chúng tôi lại xin được đọc một cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Pháp Minh để bà con chư Phật tử chúng ta tham khảo thêm.
Ngài Hòa Thượng Pháp Minh dịch: sống trăm tuổi thọ lão thành, không thấy tối thượng vô sanh pháp màu, chẳng bằng sống một ngày lâu, thấy pháp tối thượng nhiệm màu vô sanh. À, đây là các cái bản dịch. Các cái bản dịch này hỗ trợ giúp đỡ để chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Thế Tôn ngài dạy. À, vậy thì cái câu kệ Pali này đó ý dạy cho chúng ta cái gì, xin thưa quý vị? Ở đây có hai vế. Dạ, có hai vế. Vế đầu tiên đó là hai đoạn đầu và vế thứ hai đó là hai đoạn sau. Hai vế này khác nhau ở một cái chữ là hơn. Dạ, xây vô tốt hơn. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng thì đời sống một ngày của người thấy pháp tối thượng đó là tốt hơn. À, như vậy đó thì là chúng ta sẽ hiểu có hai khái niệm: một, không thấy pháp tối thượng, và hai là thấy pháp tối thượng. Thì với người mà thấy pháp, thấy được pháp tối thượng đó thì sẽ tốt hơn. Tốt hơn ở đây đó là như thế nào? Thì tốt hơn này đó chúng ta hiểu theo ba khía cạnh hay là ba nghĩa. Thứ nhất, được gọi là tốt hơn đó là vì rằng sau khi thấy được pháp tối thượng khiến cho chúng ta không còn bị đọa nữa. Tức là bốn đường khổ, bốn đường ác đạo bị đóng cửa. Đó, thì đó được gọi là tốt hơn đối với người thấy được pháp tối thượng. Thứ hai, ai mà đã thấy được pháp tối thượng rồi thì đời sống của người đó càng ngày càng an lạc hạnh phúc hơn, chứ không có bị lui, không có bị lui sụp. Người đó càng ngày càng tinh tiến chứ không có bị lui sụp. Thứ ba, chữ tốt hơn của cái người thấy được pháp tối thượng ở đây đó là sau khi thấy được pháp tối thượng xong khiến cho người đó không còn khổ đau nữa. Không còn khổ đau nữa. À, thì cái từ tốt hơn ở đây đó chúng ta phải hiểu ở ba khía cạnh vậy. Mà để đạt được cái tốt hơn này là buộc lòng mình phải thấy được pháp tối thượng. Vậy thì ở đây đó chúng ta cần phải tìm hiểu, phân tích để thấy được pháp nào là pháp không tối thượng và pháp nào là pháp tối thượng. Lần trước chúng tôi nhớ có giảng một câu kệ cũng nằm ở trong phẩm ngàn này. Và chúng tôi có nói một cái ý mà không biết bà con chư Phật tử chúng ta có nhớ hay không. Là khi nào mà trí đạo, trí quả, trí thánh đạo, trí thánh quả chưa phát sanh lên, thì cho ngay khi đó đổ về trước. Đổ về trước tức là đổ về quá khứ của mình đó. Mà chúng ta hiểu được quá khứ của mình đó, thì mình đâu có cân đo đong đếm được. Mình đâu có biết được đó là mình đã luân hồi sinh tử bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đại kiếp đâu, bao nhiêu A Tăng kiếp kiếp, mình không biết. Thì từ cái lúc trước lúc mà thánh đạo tuệ, thánh quả tuệ phát sanh lên đổ về trước thì xem như đó đời sống của mình đó là không có tốt hơn. Đời sống của mình không có tốt, đời sống của mình không có an lạc, đời sống của mình không có lợi. Cho đến khi nào mà thánh đạo tuệ, thánh quả tuệ phát khởi lên thì từ lúc đó đổ về sau đó thì mới xem như đó là đời sống của mình có lợi ích, có an lạc, và đời sống đó đó mới thật sự ra là cao thượng, là tối thượng. Cho nên đó là ở trong cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy sống 100 năm thì cái khái niệm 100 năm này nè, hoặc là một ngày đó, chúng ta hiểu đây là những cái ước lệ thôi. Và những cái ước lệ thôi. Rồi ở cái câu kệ nói đó là một ngày, nhưng mà trong chú giải, trong duyên sự khi nãy chúng tôi đọc cho quý vị nghe đó thì nói là một giây lát.
Tức có nghĩa đó là một sát na đạo nó sanh khởi lên thôi, thì lúc đó đó xin thưa quý vị là một cái sự thành tựu to lớn, to tát, tối thượng, cao thượng đối với mình rồi. Dạ, đối với mình một khoảnh khắc đó thôi là làm lên lịch sử của một người tu, của một cuộc tu. Và khi nào mà cái khoảnh khắc đó, đó thì xem như cái đời sống đó, đó vẫn còn bấp bênh. Và đời sống đó vẫn còn bấp bênh, lang thang vô định. Và vì nó bấp bênh lang thang vô định vậy đó, cho nên không được gọi là tốt hơn. Ở đây chúng ta hiểu vậy đó. Thì bây giờ chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chi tiết. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tức là ai sống 100 năm mà không có đạt được bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, thì tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp tối thượng. Tức là tốt hơn sống một ngày mà thành tựu được đạo quả niết bàn. Thầy nói nghe dễ xin thưa quý vị ha, nhưng mà để đạt được đạo quả niết bàn nè thì dễ không xin thưa quý vị? Đối với Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta đang học giáo pháp của ngài đây đó, để đạt được bốn đạo bốn quả và một niết bàn đó thì ngài phải tu bao lâu xin thưa quý vị? Ngài phải huân tu bao lâu? Ngài phải luyện tập cái tâm của mình bao lâu? Sau khi được thọ ký, ngài đã phải tu đến bốn nga tăng kỳ và 5.000 đại kiếp. Và quý vị thử tưởng tượng đi, bốn nga tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nó lâu hay là nó máu? Lâu vô cùng. Đó là đối với Phật. Còn đối với các cái bậc A-la-hán thì tối thiểu nhất phải là gì xin thưa quý vị? 100.000 đại kiếp. Dạ, 100.000 đại kiếp đó xin thưa quý vị. Thì 100.000 đại kiếp là lâu hay máu? Thâm thẩm chiều trốn. Dạ, một đại kiếp đó là như thế nào ạ? Một đại kiếp đó là thành trụ quải không của một cái quả đất này, thì đó được gọi là một đại kiếp. Và 100.000 đại kiếp đó, thì là 100.000 lần thành trụ quả không đó. Trong khi đó đó, cái tuổi thọ mà dài nhất của chúng sinh đó, là chỉ có bao nhiêu xin thú vị? Tuổi thọ của chúng sinh ở cõi phi tưởng, phi tưởng xứ đó là 84.000 đại kiếp. Dạ, 84.000 đại kiếp. Như vậy đó là khi mà mình sanh lên cõi phi tưởng, phi tưởng xứ đó thì mình sống cái tuổi thọ đó nó lâu gần bằng cái thời gian để mà mình huân tu, mình tu tập để thành mãn được cái quả vị của một vị thánh thịnh Phật. Và một vị thánh thịnh Phật so sánh nói như vậy đó để cho chúng ta thấy ra cái sự huân tu đó, đó không phải là đơn giản đâu. Cho nên đó là để có được một cái khoảnh khắc huy hoàng, tức là một sát na đạo sanh lên đó, thì chúng ta phải tu tập nè, phải trao dồi cái tâm của mình nè, phải tạo các cái thiện sự thiện nghiệp đó nhiều đời nhiều kiếp. Mà đời kiếp ở đây đó tính bằng là ngàn đại kiếp, ngàn đại kiếp để có được một cái khoảnh khắc huy hoàng đó, không phải đơn giản đâu sư thưa chị. Và để có được cái khoảnh khắc huy hoàng đó đó,
Thì lần trước đó chúng tôi nhớ có nói với quý vị đó là mình phải có trí quán, vipassana nha đó, và có cái trí gọi là kammika nha đó, là trí nhân quả nghiệp báo. Hôm nay tôi sẽ giảng theo một cái hướng khác, là để thành tựu được trí đạo đó. Trí đạo đó bây giờ pháp gọi là thiện siêu thế. Để thành tựu được thiện siêu thế đó thì mình phải quân tu thiện dục giới, thiện đạo đại. Thiện dục giới, thiện đạo đại đó làm nền tảng để thành tựu được thiện siêu thế. Mà quân tu thiện dục giới, quân tu thiện đạo đại là như thế nào? Quân tu thiện dục giới đó là đối với người tại gia cư sĩ, mình tạo 10 nhân phước, hoặc là mình sống theo thập thiện nghiệp đạo. 10 nhân phước đó là bố thí nè, là tùy hỷ nè, là hồi hướng, rồi là giữ giới nè, cung kính nè, phục vụ nè, tu tiến nè, thuyết pháp nè, tính pháp nè, tu tập chánh kiến. Đó là 10 nhân phước. 10 nhân phước mình làm vậy đó thì lúc đó đó là mình đang huân tu, đang huân tập, đang tạo dựng thiện nghiệp dục giới. Hoặc là mình sống theo hay là thực tập hay là huân tu hay là tạo 10 thiện nghiệp đạo, là không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không nói dối nè, không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không nói hai lưỡi nè, không nói lời độc ác nè, không nói lời nhảm nhí vô ích nè. Rồi là không tham ác nè, không sân ác nè, không tà kiến ác. Mình huấn tu vậy đó, mình tập cái tâm của mình vậy đó, mình tập cho cái tam nghiệp của mình đó, nó thanh tịnh, nó trong sạch vậy đó, thì lúc đó đó xem như đó là mình đang tạo dựng thiện nghiệp dục giới. Rồi tạo dựng thiện nghiệp đáo đại là sao? Là chứng đắc 9 tầng thiền, 5 tầng thiền sắc giới, 4 tầng thiền vô sắc giới. Để chứng đắc được 5 tầng, 9 tầng thiền đáo đại này nè, rồi sống ở trong an trú, sống ở trong 9 tầng thiền đáo đại đó, duy trì cho được cái ấn chứng đó cho đến khi thân ngoại mạng chung, thì xem như đó là mình đang tu, đang tu tập, đang gìn giữ, đang tạo trữ thiện nghiệp đạo đại, ra thiện nghiệp đạo đại. Và trên cơ sở của hai loại thiện nghiệp này, mình sẽ thành tựu được thiện nghiệp siêu thế. Để thành tựu được thiện nghiệp siêu thế thì buộc lòng thiện nghiệp dục giới, thiện nghiệp đáo đại này nè, khi tạo và khi tạo thì mình phải hiểu rõ nó qua hai phương diện. Một là xác định được cái gì là thiện, cái gì là ác. Thiện thì nó sẽ cho quả vui, ác thì nó sẽ cho quả khổ. Hay là thiện cho quả vui, bất thiện cho quả khổ. Đó là cái thấy, cái xác định đầu tiên của mình. Rồi đến cái thấy, cái xác định thứ hai nữa. Thiện nó cho quả vui, thì cái được gọi là thiện đó, nó cũng phải có cái điều kiện của nó. Rồi cho cái quả vui đó, thì cái quả mà nó phát sinh lên, nó cũng phải có cái điều kiện của nó. Đó là mình hiểu là nhân là duyên. Như vậy đó, để cái quả thiện này nó phát sanh lên nè, thì là nó phải do nhân thiện. Để cái quả khổ nó phát sanh lên thì nó cũng phải do nhân khổ. Do nhân khổ. Nhân khổ này nè, tất yếu nó sẽ dẫn đến quả khổ. Nhân thiện này tất yếu sẽ dẫn đến quả an vui. Nhưng mà mình cần phải hiểu rõ chi li chi tiết hơn.
Nhân thiện đó là nhân thiện gì? Nếu nhân thiện bố thí thì nó sẽ cho ra cái quả gì? Rồi trong bố thí đó là bố thí loại gì? Ở trong kinh Tư Ngân Đức Thế Tôn ngày dạy là ai cho ăn đó thì cho lực, ai cho mặt đó thì cho sắc, ai cho đèn đuốc đó thì cho mắt sáng, ai bố thí trú xứ người ấy cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho bất tử. À vậy thì bố thí ở đây mình hiểu là gì? Bố thí cơm nước bánh trái nè, bố thí y phục nè, bố thí đèn đuốc nè, bố thí trú xứ. Mỗi mỗi nhân bố thí đó nó cho ra một cái quả cụ thể khác nhau, ra cụ thể khác nhau. Và rồi dựa trên cơ sở của khéo tác ý nữa, cho nên có thể một nhân đó nó cho ra nhiều quả. Dạ, nó cho ra nhiều quả. Dạ rồi, một quả đó đó có thể do nhiều nhân. Dạ, do nhiều nhân. À, cho nên đó là chúng ta mới nghe một số các cái vị giảng sư đó giảng cho mình để khi mà mình làm phước. À, mình làm phước đó thì cái kết quả mà mình gặt hái được rất là nhiều. Ví dụ như nè, khi mà mình gieo một cái hạt xoài xuống, gieo một cái hạt xoài xuống đất đó, thì cái quả mà mình gặt hái được nè ha, là cây xoài nè, lá xoài nè, cành xoài nè, bông xoài nè, và trái xoài. Và trong khi đó mình gieo có một cái hạt thôi xin thú vị, nhưng mà mình được quá trời quả đó, gieo quá trời quả đó. À, mình mà hiểu rõ ràng rành mạch vậy đó thì lúc đó chi chánh kiến của mình nó mới tăng trưởng xin thú vị. À, nhưng mà ở đây đó chúng tôi xin được mở mặt đóng mặt để nói thêm. Mình đừng có nghe người ta nói về rồi cái mình ham, là bố thí cho mình nhiều quả vậy. Mà mình cần phải có được một cái khả năng phân tích chứng minh để thấy được cái tính hợp lý của vấn đề. Gieo một cái hạt xuống, cái hạt đó phải như thế nào thì mới cho mình nhiều quả vậy? Gieo cái hạt xuống, cái hạt đó mình phải gieo ở loại đất nào thì nó mới cho mình nhiều nhiều loại quả vậy? Gieo một cái hạt xuống thì cái hạt đó đó mình phải lựa chọn chắc lọc như thế nào thì nó mới cho ra nhiều loại quả vậy? Hiểu như vậy đó là mình hiểu chi li chi tiết tỉ mỉ theo khía cạnh nhân quả quả nhân. Nhân quả quả nhân vậy đó tức là gì? Là mình hiểu sự việc, sự vật, sự kiện, hiện tượng theo nhân duyên. Mà khi mà mình hiểu, mình làm một cái thiện nghiệp nào đó mà mình hiểu theo nhân duyên vậy đó thì nó hỗ trợ, nó làm cho mình giảm bớt đi cái ngã, xin thú vị. Và giảm bớt đi cái ngã vì mình hiểu rằng cái quả này nó phát sinh là không phải ý muốn của mình mà nó tùy thuộc vào nhân và duyên. Rồi cái nhân mà mình tạo ra đây nè, nó cũng phải có nhân có duyên kế hợp vô thì nó sẽ cho ra một cái loại quả tương ứng, chứ cũng không có phải đó là theo ý muốn hay ước muốn của mình. Từ cái chỗ đó cái ngã của mình nó mới giảm được. Vậy thì mỗi mỗi việc phước mà mình làm là phải dựa trên cơ sở đúng sai thiện ác, nhân quả quả nhân. Thì lúc bấy giờ đó thiện nghiệp dục giới này nè, thiện nghiệp đáo đại này nó mới hỗ trợ khiến cho mình đã thấy ra được cái tính chất thật của pháp hữu vi là vô thường vô ngã, luôn luôn biến hoại đổi thay và mất đi. Biến hoại đổi thay mất đi đó không phải do ước muốn của bất kỳ một ai, mà biến hoại đổi thay mất đi đó tùy thuộc vào điều kiện, tùy thuộc vào nhân duyên của sự vật, sự việc, sự kiện, hiện tượng đó. Hiện tượng đó. Thì thiện nghiệp dục giới nè, thiện nghiệp đáo đại mà làm trên cơ sở của sự hiểu biết vậy đó, thì lúc đó đó tính vô thường mới hiện bày lớn, tính vô ngã mới hiện bày lớn. Thì khi tính vô thường hiện bày, tính vô ngã hiện bày thì thiện siêu thế mới xuất hiện. Lúc đó mình sẽ thành tựu được thiện siêu thế. Mà thành tựu được thiện siêu thế có nghĩa đó là thành tựu được
bốn đạo. Và thành tựu được bốn đạo. Và khi nào thành tựu được đạo, lập tức thành tựu được quả liền. Và thành tựu được quả liền. Theo kiểu đó là vô gián nghiệp duyên. Đạo là cho quả liền, không có chần chờ thời gian. Dạ, và khi mà đạo quả sanh lên ngay lúc nào, ngay lúc nào, thì khi đó đó đời sống của người đó đó có những biến đổi, những biến chuyển nhất định. Thì biến đổi biến chuyển là sao? Đạo quả thấp nhất là đạo quả tu đồ hoàng sanh lên, thì cũng khiến cho người đó từ đó đổ về sau không bao giờ bị đọa vào bốn đời ác đạo nữa. Thứ hai, từ đó về sau đó khiến cho đời sống của người đó càng ngày càng an lạc hơn. Đạo quả tu đà quần mà đã chứng đắc rồi thì không bao giờ trở lại phàm phu nữa. Đạo quả tu đà quần mà đã chứng đắc rồi thì chắc chắn sẽ chứng đắc được đạo quả tư đà hàm, chắc chắn sẽ chứng đắc được đạo quả a na hàm, chắc chắn sẽ chứng đắc được đạo quả a la hán trong tương lai. Không bao giờ mà có cái sự sai khác. À, chính vì vậy đó cho nên cái đời sống của người đó càng ngày càng an lạc hạnh phúc hơn. An lạc hạnh phúc ở đây là do gì? Không còn phiền não đó, thưa quý vị. Và đến khi mà đạo quả A La Hán phát sanh lên thì người đó không còn đau khổ luân hồi sanh tử nữa. À, như vậy đó thì cái đạo quả mà nó phát sanh lên này này, xin thưa quý vị, không phải đó là một ngày đâu, mà có khi là gì, chỉ trong một sát na thôi. Dạ, trong một sát na thôi. À, như vậy thì từ cái lúc mà sát, trước cái lúc mà sát na đó sẽ sanh lên đổ về trước đó, à, mà mình sống đó thì xem như đó là không có lợi ích gì cả. Không có lợi ích ở đây mình hiểu đó là chưa khiến cho mình thật sự đó hết phiền não. Dạ, chứ thật sự ra nó có lợi chứ không phải là không có lợi đâu, xin thưa quý vị. Bởi sao Đức Thế Tôn ngày giải ra là các dục đó nó vẫn có cái vị ngọt, chứ không phải nó không có vị ngọt. À, thì cái vị ngọt đó đó là lợi. Rồi khi nãy chúng tôi mới nói với quý vị đó là để đạt được cái thiện nghiệp dục giới, thiện nghiệp siêu thế này nè, thì buộc lòng là gì, mình phải thực hành cái thiện nghiệp dục giới, thiện nghiệp đạo đại. Thì thiện nghiệp dục giới nó cũng cho cái quả, dục giới thiện nghiệp đạo đại nó cũng cho cái quả đạo đại. Thì cái quả của thiện nghiệp dục giới đó chính là lợi, cái quả của đạo đại đó cũng chính là cái lợi. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái lợi này là nó bấp bênh, nó thay đổi, nó không có bền. Và nó không có bền. Và cái lợi của thiện dục giới, cái lợi của đạo đại này nó không có bảo đảm 100%, 1000% rằng sau khi mình thân hoại mạng chung được sanh lên. Và được sanh lên. Đối với thiện đạo đại đó, khi nào mà mình gìn giữ được các cái thiền chứng đó cho đến lúc chết rồi, à, thì mình mới được sanh lên. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, không phải đó là dễ dàng để gìn giữ đâu. À, chúng ta đọc ở trong các cái kinh sách, chúng ta thấy rất là nhiều người chứng đắc thiền rồi nhưng mà vẫn bị hoại. Và rồi bị đọa nữa. Ví dụ như tỳ kheo Đê Qua Đắc Thá chẳng hạn. Do đó đó, cái thiện dục giới, thiện đáo đại này, không phải là một cái gì đó bảo đảm sự bình an cho mình, mà chỉ khi nào đó thiện siêu thế sanh lên, hay là mình thành tựu được thiện siêu thế thì lúc đó đời sống của mình mới thật sự được bảo đảm. Và khi nào thiện siêu thế phát sanh lên thì xem như từ lúc đó đổ về sau đó, đời sống đó của mình mới thật sự đó là đời sống an lạc, mới thật sự đời sống có lợi ích, mới thật sự đời sống có tối thượng, mới thật sự là đời sống cao thượng. Thì tốt hơn nè, rồi cao thượng nè, tối thượng, khi nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị rồi, có ba ý nghĩa, có ba khía cạnh vậy. À, giờ thì từ đây nè, chúng ta mới xác định cho mình đó, à, là mình muốn đạt được một cái đời sống tối thượng cao thượng hay là mình không có mong muốn. Nếu mà mình xác định
Mình phải đạt được một đời sống tối thượng cao thượng. Thì buộc lòng là gì? Mình phải sống có phương pháp hay là theo phương pháp. Rồi mình phải sống có một cái chỗ y cứ, chứ không có phải có một cái chỗ y cứ đúng đắn, chứ không có phải đó là sống theo đâu bảo đó. Vậy thì sống theo phương pháp hay là có phương pháp, sống có chỗ y cứ đúng đắn, đó là như thế nào? Xin thưa quý vị, đó chính là lời Phật dạy. Dạ, lời Phật dạy. Mình cố gắng nè, sống sao đó cho nó gần giống hoặc là giống như lời Phật dạy. Thì lúc đó đó mình sẽ thành tựu được những cái gì mà Phật đã dạy, tức là sẽ thành tựu được bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Vậy thì để sống theo phương pháp nè, sống có cái chỗ y cứ đúng đắn chân chánh nè, thì buộc lòng mình học giáo lý nhiều chừng nào tốt chừng đó, rõ ràng chừng nào tốt chừng đó, sâu sắc chừng nào tốt chừng đó. Thì khi đó mình mới có phương pháp rõ ràng cụ thể, khi đó đó mình mới có một cái chỗ y cứ rõ ràng cụ thể. Từ chỗ đó đó mình mới có được những cái thành công, những cái thành tựu nhất định. Ước mong tất cả chúng ta đều noi theo phương pháp giảng dạy của Đức Thế Tôn, y cứ theo lời giảng dạy của Ngài để sống gần giống hoặc là giống. Từ chỗ đó đó mà thành tựu được những cái gì Ngài đã dạy là bốn đạo, bốn quả, một niết bàn, để không còn bị khổ bởi tử sanh luân hồi nữa. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 115 tại đây. Phước báo pháp sanh do sự pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia điều phần phước này đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo giờ chư thiên hộ trì quý vị được thanh thông ở trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được cầu hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực, đại thần lực. Cầu mong các vị tùy hỷ với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin các vị hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã thuyết giảng tự dựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 115 cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ. Chúng con cố gắng hành theo lời Phật dạy để được lợi ích cho hiện tại và tương lai, mong được thoát khỏi tử sanh luân hồi. Để lớp học chúng con được tròn đủ phước báo, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con kính dâng mít đến sư. Phật tổ sắp bằng mang lang rác khăn tổ sắp bề đề Phật tổ sắp bằng Bụt Đà nữ hòa huệ na sa ra sở thị phong văn trụ đề Phật tổ sắp bằng mang lang rác khăn tổ sắp bề đề Phật tổ sắp bằng hàm ma nữ hòa huệ na sa ra sở thị phong văn trụ đề Phật tổ sắp bằng mang lang rác khăn tổ sắp bề đề Phật tổ sắp bằng sanh kha nữ hòa huệ na sa ra sở thị phong văn trụ đề Tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức đã bi mẫn quang lâm đến đạo tràng. Chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của quý Ngài. Kính chúc quý Ngài luôn an lạc trong đời sống phạm hạnh và đạo quả sớm viên thành. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ cùng đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp,
Kính cảm ơn quý đạo hữu anh chị em đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính chúc tất cả quý vị trong đạo tràng luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Xin quý vị lắng tâm thanh tịnh hồi hướng phước mà chúng ta đã tạo được ngày hôm nay đến với chư thiên, ông bà cha mẹ, thầy tổ, bà con thân bằng quyến thuộc, còn hiện tiền hoặc đã quá giảng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui, sớm đoạn trừ phiền não khổ đau. Sau đây Rạng Đông xin đọc bài hồi hướng phước đến chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti nằng hộ tu su khi ta hôn tù nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hộ tu su khi ta hôn tù nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hộ tu su khi ta hôn tù nha ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Ý đằng quá ta mê buồn nhằn, a xá quá khá gia quá hằng hồ tú, anagate ca lê. Xin cho phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Chương trình sinh hoạt của Room Pháp Cú Kinh chuyên đề đến đây đã chấm dứt. Kính chúc quý vị được nhiều sự an vui quá trên đường học và hành pháp. Kính mời quý vị trở lại vào ngày mai như giờ thường lệ, từ 17:30 đến 18:00 giờ Việt Nam. Thành kính tri ân đạo tràng, kính chúc tất cả được an vui. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Rạng Đông xin xuống mít và sẽ đóng rung. Con kính chào tất cả. Kính chào. Thank you.